Trong bịch này chứa 3.950 viên ma túy tổng hợp với trọng lượng 1,1 kg, có tên MDMA, thường gọi là thuốc lắc, kẹo. Tại cơ quan công an, nghi phạm Nguyễn Văn Vĩnh, 36 tuổi, quê ở tỉnh Bến Tre khai nhận số ma túy này Vĩnh nhận từ một người đàn ông và mang đi giao đến quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó khoảng 13 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2019, tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn, phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt PC08 công an thành phố Hồ Chí Minh khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực gần cầu Ông Buông trên đường Hồng Bàng, quận 6 thì phát hiện một đối tượng có dấu hiệu khả nghi nên theo dõi. Lúc này, trinh sát thuộc đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận 6 cũng nhận được tin báo và nhanh chóng phối hợp truy bắt. Nghi phạm Nguyễn Văn Vĩnh bị lực lượng chức năng bắt giữ trên đường Phạm Đình Hồ, phường 6, quận 6 khi đang cố gắng chạy trốn. Lực lượng chức năng thu giữ bịch lớn chứa 3.950 viên ma túy tổng hợp với trọng lượng 1,1 kg có tên MDMA. Hiện công an quận 6 đang tạm giữ hình sự Vĩnh và tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.